Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con nơi trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đăng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lần thứ nhất là thương xót Chúa. Ngày thứ nhất, hôm nay con hãy đem đến cho cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của cha. Như vậy con sẽ an ủi cha trong cơn sầu não, vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin đáng xin Chúa đã lân ai và tha thứ cho chúng con. Xin đừng xem sao tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tin và chúng con khó chót nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy đón nhận hơi thải chúng con vào nơi nương náu trái tim vô cùng từ ai Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân danh tình yêu kết hợp Chúa là một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Ôi quyền toàn năng lòng nâng cất Chúa, phần tội của kẻ có tội, Chúa là biến cả tình thương và nhân hậu, cứu giúp những ai tin yêu kêu cầu. Lạy cha hằng hậu, xin rơi xuống nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng, tất cả đang được áp phụ trong trái tim vô cùng ân phước của Giêsu. Nhân vì cuộc khổ nạn tham thương của người, xin cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của cha, để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng lòng thương xót của cha đến muôn đời. Amen. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mọi châu báu cực thanh của con cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thanh đế dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu,
trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.